Năm 2022, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Xuyên Mộc thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 31 dự án. Đến thời điểm này, Trung tâm mới chỉ hoàn thành bồi thường được 2 dự án. Trước thực trạng này, Thường trực Huyện ủy Xuyên Mộc đã làm việc với Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng huyện để tìm hiểu, đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của ban, qua đó tìm giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới. Làm việc với Thường trực Huyện ủy Xuyên Mộc, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện đã báo cáo những vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình dự án trên địa bàn huyện. Trong đó tập trung vào thực trạng hồ sơ bồi thường đang tồn đọng ở Phòng Tài nguyên Môi trường rất lớn, gây khó khăn trong việc thẩm định nguồn gốc đất, phê duyệt phương án bồi thường, khảo sát giá đất, cưỡng chế thu hồi đất. Lãnh đạo Huyện ủy Xuyên Mộc đề nghị Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng huyện phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, nâng cao chất lượng đo đạc địa chính các dự án để đối chiếu với hồ sơ sử dụng đất đai và hiện trạng đất hiện nay. Lãnh đạo Huyện ủy cũng chỉ đạo giải pháp tháo gỡ cho từng dự án, qua đó yêu cầu các phòng ban, đoàn thể huyện phối hợp thực hiện trong thời gian tới.